triển lãm cây cảnh nghệ thuật Tam Hiệp, Phúc Thọ. Quý vị và các bạn nhìn qua không gian trưng bày cây nhé. Dàn cây mang đến trưng bày đợt này thì rất đồng đều, rất nhiều những tác phẩm xuất sắc của các nhà vườn, của các cá nhân đã có mặt để tham dự triển lãm sinh vật cảnh Tam Hiệp lần thứ hai. Xin mời quý vị các bạn tham quan triển lãm và xem những tác phẩm đẹp nhé. Nhìn đã chưa? Những dàn bonsai cực kỳ chất lượng, được các nhà vườn tuyển chọn. Nhìn qua cảm giác như không bỏ qua một tác phẩm nào. Tất cả các tác phẩm mang đến đều là những tác phẩm rất là xuất sắc. Dãy này thì bày những cây nhỏ và cây tầm trung. Mỗi cây thì tôi sẽ quay cả số điện thoại. Và nếu cảm thấy yêu mến cây nào thì quý vị các bạn cứ liên hệ trực tiếp với chủ cây để giao lưu nhé. Cây đầu tiên là một cây xanh này. Chủ nhân là anh Quyền HB. HB có lẽ là Hữu Bằng đây. Số điện thoại này. Chất lá này. Tiếp theo cũng là một cây xanh nhé. Xanh Nam Điền. Ba thân. Mịn. Cây xanh này cũng của anh Quyền ở Hữu Bằng. Hữu Bằng là một địa phương cũng gần với Tam Hiệp. Và đội Hữu Bằng thì không gian rất là chật chội, nhưng mà cây thì rất là chất lượng. Cây này cũng của anh Quyền nhé, ở Hữu Bằng. Cây si màu búp này. Cây si này thì cực kỳ già, già khô. Ba cây này là của anh Quyền này. Các bác anh em ở Hữu Bằng chơi cây cũng rất là chất lượng. Tiếp theo là một cây xanh nhé. Xanh Nam Điền trồng ở trong một cái chậu khánh, rất hợp với cái dáng cây này. Và cái đường truyền của thân quý vị các bạn xem nhé. Gốc rễ này, đường truyền của thân những cái co lắp rất là đặc biệt, đường truyền khó. Và tổng dáng thì nó cũng hài hòa đẹp mắt, giá trị nghệ thuật cũng rất là cao. Xem số điện thoại của chủ cây nhé. Tiếp theo là một cây xanh này. Xanh ba thân, mịn nét. Cây cũng có tác động, nhưng mà tác động rất là hợp lý. Đây, số điện thoại này. Quý vị các bạn xem tiếp một cây xanh này. Đấy, xanh này cũng là xanh ở Nam Điền. Cây này thì cây gần hoàn thiện, một cốt cách rất là đẹp. Cây này cũng của anh Tuấn. Nhìn qua cốt cách của cây này thì có lẽ đây là một cây xanh tán tầng phá, có được cái độ già. Các bạn xem nhé, rất là già, phá rất đẹp nhé. Bác xem tiếp một cây xanh nhé. Cây xanh này được làm dăm rất là kỹ này, dăm rất là ruột rịt này. Cây này là của anh Tùng ở Hữu Bằng. Tiếp theo cũng là một cây xanh nhé. Cây xanh phải nói rất là tuyệt vời. Xanh ba thân được làm rất là rõ ràng, hàng mịn, cách chia cành, chia chi cũng rất là hợp lý. Cây này cũng của anh Tùng nhé.
cây xanh ba thân rất là tuyệt vời như này, giá trị nghệ thuật rất là cao, và cái giá trị thời gian thì khẳng định đây là cây cũng khá là già rồi. Gai sần rồi nhé, những cái đường chuyển này, co lắc này, rất là hợp lý, giật nhé, giật nhé, giật rất là kỹ. Tác phẩm này nó rất là tuyệt vời như này, nhìn cả ngày không chán mắt những tác phẩm như này. Phải nói là triển lãm đợt này tập hợp được rất nhiều những tác phẩm xuất sắc. Cây này cũng của anh Tùng nhé, cây xanh thì các bạn xem này, màu da đồng, chân đế đẹp nhé, cây mịn nét như này. Tiếp theo này, cây này là của anh Mạnh, thì các bạn xem nhé. Thì các bạn xem tiếp một cây xanh, số điện thoại của cái cây này, cây xanh này là hàng mịn rồi nhé. Cây xanh này thì rất là đặc biệt. Xanh nghe dáng ngay trực, đế dẹp, kín mặt trận. Tiếp theo cũng là một cây xanh nhé, xanh trắng làng. Đây, số điện thoại nhé, chìm ở trong nước này. Tiếp theo là một cây xanh, cây này thì rất là già, già tới mức kinh điển, già như này, chân đấy đẹp nhé. Và hiện đây cái xanh này đang ra rất là nhiều quả. Quý vị các bạn xem thêm một số cây trưng bày trên bàn nữa nhé. Chỗ này cây sung này, sung dáng siêu, được làm rất là kỹ nhé, bông tàn nét. Bông răm làm rất là kỹ này. Đấy, số điện thoại này. Đây là cây xanh. Cây này thì đang hoàn thiện. Những cốt cách rất là đẹp. Nó hiện một tương lai rất là sáng sủa cho cây xanh này. Cây này của anh Cường. Còn lớn là những cây mịn nhé, nhưng ở cuối dãy này thì cũng có một số cây gần hoàn thiện, nhưng cốt cách cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cây xanh Nam Điền này, cây này cũng gần hoàn thiện nhé. Số điện thoại này, xanh Nam Điền xịn. Quý vị các bạn xem thêm một tác phẩm để bàn nữa nhé. Si này, cây này cũng mới gài đá đây, cây cũng khá là già rồi, xương rằm rụt rịt. Số điện thoại của chú cây nhé. Cây xanh cũng rất là đặc biệt, thân trực lên đến trên thì chuyển hướng. Ở đây có những cái co lắc đẹp, có cành rơi rất là đẹp nhé. Một tác phẩm xanh dáng ngắt trực rất là tuyệt vời đấy chứ, độc đáo. Tên tác phẩm là xanh lá móng của anh Cường Hữu Bằng, số điện thoại nhé. Xanh nữa này, cái này của anh Vì Dâu. Cây này cũng còn một chút nữa thôi. Quay cho lọc cho các bác xem nhé. Chỗ này cây xanh gần hoàn thiện. Quay luôn số điện thoại này. Chất xanh là xanh Nam Điền, ba vai.
chân đế trải nhẹ nhàng nhé. Cây này cực kỳ già, xem gần để thấy cái độ già nhé. Đường chuyển của chi cành này hơi tốt, lá nên khó quay. Chỗ này có một cây xanh nhé, cây này hàng mịn, cây này làm xong rồi. Chiếc điện thoại này xanh nghe nằm điền. Cái này thì có một cái cảnh rơi, chân đế đẹp, cây mịn. Cái số điện thoại của chủ cây này. Quý vị và các bạn vừa tham quan triển lãm sinh vật cảnh Tam Hiệp xem cây. Video cũng xin chào tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.